Thưa quý vị, nếu trong những ngày gần đây quý vị cũng tích cực cập nhật những thông tin từ các trang mạng xã hội thì quý vị sẽ thấy có một vụ việc đang được rất nhiều người chú ý và quan tâm và rất là xôn xao khi mà vụ việc nghệ sĩ Hoài Linh bị lộ những thông tin về công tác từ thiện của mình. Và mới đây thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MBBank cho biết đã tìm ra nhân viên liên quan tới việc lộ sao kê tài khoản của nghệ sĩ Hoài Linh đăng trên mạng xã hội và đang thực hiện các biện pháp xử lý nhân viên này. Ngân hàng MB đã kiểm tra và xác minh sự việc trên, phát hiện một cá nhân làm việc tại ngân hàng để lộ lọt thông tin của khách hàng, vi phạm nghiêm trọng quy định của ngân hàng. MB đã đình chỉ công việc cá nhân này và sẽ tổ chức thi hành kỷ luật với hình thức cao nhất, đồng thời đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Ngân hàng MB cam kết sẽ có các biện pháp nghiêm khắc đảm bảo tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin của khách hàng. Ngân hàng sẽ có biện pháp kỷ luật thỏa đáng cá nhân để lộ lọt thông tin, không tuân thủ quy định đạo đức nghề nghiệp, không tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của ngân hàng.